在行听会。có thể chia sẻ không? Nên chăm chỉ học ta này. Được. Hãy chịu dậy vào đi. Cưới này. Thái Bình thịnh thế đã thêm một bước.
sư tử mới có thể bắt giết ta. Cách Thái Bình Thịnh Thế. Ta sắp. Không phải sư tử. Ta phải báo đáp ân đức của tôi. Đây này. Bạn gửi thay. Không phải. Mạnh khởi một đời chinh chiến. Thật. Đại dịch. Lúc không. Hả? Hãy chịu dậy vào đi. Ta có kế này. Hãy chịu dậy vào đi. Thưởng thức anh. Không phải. Chỉ cần nỗ lực, cơ hội sẽ không mất. Ta phải báo đáp ân đức của Tuấn Quân. Kim Kim quân tử do sinh thoát trần, lúc tốn bái kiến tướng quân. Chấm dứt chiến tranh, dẹp loạn thiên hạ, không phải là cách để bình định thiên hạ sao? Lần này có ngươi giúp đỡ, chúng ta đã cùng. Bạn gửi thấy. Biển vì ở đây, kẻ đâu? Hãy chịu dậy vào đi! Không phạt sư tử, thôi cứ... Hãy chịu dậy! Thank you.
Không phạt sinh tử. Chỉ cần nỗ lực cơ. Thank you.
chết đi. Có thể chiến thêm 300 hiệp nữa. Thank you.